điểm chung giữa bạn và người ấy. Dù chỉ là tình bạn, ngẫu nhiên có nhiều điểm tương đồng luôn khiến mọi người thân thiết với nhau. Và nếu trong tình yêu, điều này là một điều lôi cuốn thú vị giữa bạn và người ấy. Càng bên nhau thì cả hai càng có nhiều điểm tương đồng. Có chung với nhau rất nhiều sở thích, từ ăn uống đến phim ảnh, sách vở hay cả về âm nhạc. Đôi khi còn có chung cả những ước mơ và suy nghĩ. Hai, luôn cảm thấy vui khi bên cạnh người ấy. Bạn và người ấy có thể cùng nhau làm những việc ngớ ngẩn nhưng vẫn cảm thấy vui. Người ấy hoặc bạn có thể cùng nhau nhảy theo điệu nhạc giữa phố, hay người ấy luôn có những câu trả lời dễ thương cho những câu hỏi ngờ ngợt của bạn. Và khi ở bên cạnh nhau, cả hai luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và an toàn, thì đích thực đây là những dấu hiệu nền tảng cho một tình yêu đích thực. Ba, đôi lúc chỉ cần nhìn bạn, người ấy cũng hiểu bạn đang nghĩ gì. Rất nhiều lần trò chuyện cùng nhau, bạn và người ấy luôn có khả năng diễn giải chính xác những từ ngữ mà một trong hai chưa kịp nói ra, hay cảm thấy bí từ. Không chỉ vậy mà nhiều khi vô tình mà cả hai có thể nói cùng một từ, cùng một thời điểm và có cùng cả một tần suất âm thanh. Dấu hiệu này không chỉ dừng ở mức vô tình đâu nhé. Nó luôn chứng minh rõ một điều: chúng ta sinh ra là để dành cho nhau rồi đấy. Bốn, cả hai có một sức hấp dẫn về thể chất tự nhiên với nhau. Các cặp đôi có sự tương thích không chỉ chia sẻ một số lợi ích và quan điểm cho nhau, mà ở họ còn có một lực hút rất mạnh. Dù có là mối quan hệ nhiều năm, lực hút giữa họ vẫn rất mạnh mẽ. Điều này giúp cho tình cảm của hai người khó có thể phai nhòa theo năm tháng. Năm, cả hai luôn đồng cảm với nhau. Sẽ chẳng ai yêu nhau mà không cần đến sự đồng cảm. Bạn có muốn bên cạnh một người mà họ luôn hờ hững với những vấn đề của bạn? Chúng ta không thể hạnh phúc khi người mà chúng ta thương yêu đang buồn đau. Nếu bạn thực sự cảm thấy buồn, lo lắng khi nghe người ấy chia sẻ về những khó khăn, đau buồn, thì khi ấy bạn mới thực sự có cảm xúc và tình cảm với người ấy. Chúng ta biết lắng nghe, biết quan tâm là lúc chúng ta nhận ra chúng ta yêu nhau và cần có nhau. Sáu, bạn và người ấy luôn muốn mình là người tốt nhất dành cho nhau. Khi yêu nhau, cả bạn và người ấy luôn biết nhận ra những điểm không tốt của bản thân, luôn tìm cách để sửa những điểm ấy. Cả hai luôn muốn hoàn thiện bản thân, mang đến cho nhau những điều tốt đẹp và không muốn làm cho đối phương buồn vì mình. Những việc cả hai làm luôn là tự giác,
không phải chỉ vì khi bị đối phương chỉ trích hay yêu cầu thì bạn mới làm. Vấn đề đơn giản là khi yêu nhau bạn luôn có động lực để làm những điều này mà không cần người khác phải thúc đẩy bạn. Bảy, sẽ như thế nào nếu cuộc sống không có người ấy? Mọi người vẫn hay nói rằng thiếu oxy thì mới chết, chứ thiếu tình yêu thì không. Đúng là bạn không thể chết khi thiếu tình yêu, nhưng bạn sẽ cảm thấy mất đi một nửa đích thực, một điều quý giá mà bạn biết rằng bạn chỉ có thể sở hữu một lần duy nhất trong đời. Đã là tình yêu đích thực, thì bạn luôn nhận ra được những giá trị đích thực mà nó mang đến cho bạn. Có những cung bậc cảm xúc mà bạn chỉ có thể có được một lần trong đời mà thôi. Nếu cả hai khi yêu nhau mà luôn truyền cảm hứng sống, cảm hứng yêu thương thì chính xác bạn và người ấy là một cặp đôi dành cho nhau.